nền tảng AI miễn phí giúp nâng trình AI Speaking của bạn. Bạn đang cảm thấy chán nản vì học mãi nhưng không lên bên, không biết lỗi sai của mình là gì, tốn kém thời gian và tiền bạc. Một giải pháp tiết kiệm mà còn siêu chất lượng dành cho các bạn, nền tảng KTDC AI, ứng dụng được đồng phát triển bởi cựu giám khảo IELTS. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về tính chuẩn xác của kết quả với đa dạng các nội dung luyện tập từ part 1, part 2 đến part 3 IELTS Speaking. KTDC AI cho phép bạn nhận feedback bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. AI nhận xét chi tiết band điểm thành phần theo chuẩn Speaking Band Descriptor. Bạn có thể xem đánh giá phát âm chuẩn xác và nhận lời khuyên chi tiết cải thiện điểm thi Speaking. Tính năng này còn cung cấp bản ghi toàn bộ bài nói của bạn và đưa ra phần đáp án cải thiện cho từng nội dung. Thời gian nhận toàn bộ kết quả trên chỉ chưa đến vài giây. Ngoài ra, công cụ còn tích hợp tính năng trò chuyện cùng cố vấn IELTS AI 24/7 Voice, hỏi đáp về kỳ thi IELTS, ngữ pháp tiếng Anh từ vựng hay chiến lược làm bài IELTS, tất tần tật các nội dung xoay quanh kỳ thi. Đặc biệt, công cụ đang hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Giờ thì bạn đã biết mình phải làm gì chưa nè? Tự tin bước vào hành trình học tập mới cùng trung tâm hàng đầu về đào tạo IELTS tại thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ cựu giám khảo được đào tạo bởi Hội đồng Anh và IDP Education. Nếu bạn muốn kiểm tra trực tiếp cùng cựu giám khảo IELTS thì KTDC IELTS luôn có lịch hàng tuần dành cho bạn. Nhanh tay đăng ký như màn hình nhé.